Đấy, tàu đã đi vào đến nhà hàng rồi nhá. Bây giờ đang buộc dây nhá. Đang buộc dây để lên bờ nhá. Đây, được buộc dây để lên bờ rồi. Mang đồ mà và cho đồ rồi cứ người già lên sau cùng. Con lên đây. Bắt tay quấn cho nó đừng có chồng chành. Đấy, mọi người đang bước lên bờ nhá. Đây. Bà nội cứ đứng đấy. Đây. Đây. Ơi, giỏi quá nhở chứ ơi. Đấy nhá, lên. Đấy, như này là cá. Đấy. Giỏi lắm. Cố lên, giỏi. Giỏi anh cho đi chơi. Đây, rất là vui. Đây có cá nha, cá rất là đẹp ở dưới bể nhá. Đây là cá chép hay cá koi gì đấy, rất là đẹp luôn. Nhà hàng đây là Hobby Home, nhà hàng cà phê. Đây. Đấy. Ngồi ở dưới đất. Mọi người. Ngồi theo kiểu Nhật nữa rồi. Lại về chỗ này lại gặp Nhật nữa rồi, lại ngồi dưới đất rồi. Lớp 6 lớp 7.